Nga Lan trân trọng kính chào quý khán thính giả của VTV và Lê Đô Sài Gòn Radio. Thưa quý vị, trong sinh hoạt nghệ thuật giải trí của cộng đồng chúng ta ở hải ngoại, ngoài văn thơ sách báo, ca nhạc còn có những vở hài kịch đem lại nụ cười, được ví như là 10 thang thuốc bổ cho người xem. Đa số khán thính giả chỉ biết tới các diễn viên, nhưng hầu như rất ít người biết soạn giả là ai. Soạn giả hài kịch Ngô Tấn Triển vừa từ giã nhân thế sau một cơn bạo bệnh vào cuối tháng 5 vừa qua, trong nỗi bàng hoàng và tiếc thương của người thân. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Chí Phúc cũng là nhà báo Trần Cùng Sơn đã viết một bài đăng trên các báo Viễn Đông, Kali Today, Việt Báo về sự nghiệp và sáng tác hài kịch của kịch tác gia Ngô Tấn Triển. Hôm nay trong chương trình Tản mạn văn học nghệ thuật, Nga Lan được hân hạnh trò chuyện thân mật với ký giả Trần Cùng Sơn và nghệ sĩ Trần Thiện về soạn giả hài kịch Ngô Tấn Triển. Như một nén tâm hương, kính dâng lên hương linh kịch tác gia Ngô Tấn Triển, người đã đóng góp không ít cho sân khấu kịch nghệ thêm phong phú và đa dạng. Và thưa quý vị, trước khi Nga Lan kính mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nhà báo Trần Cùng Sơn và nghệ sĩ Trần Thiện, xin cho Nga Lan sơ lược vài dòng về kịch tác gia Ngô Tấn Triển. Ông sinh năm 1949 ở Phan Thiết, sau biến cố tháng 4 năm 1975 và sau rất nhiều lần vượt biển. Và cuối cùng, ông cũng đã đến được trại tị nạn Mã Lai năm 1986 và định cư tại tiểu bang Virginia năm 1987. Năm 1991, ông sang quận Cam, California và đã viết trên dưới 100 vở kịch, được các nghệ sĩ hài nổi tiếng ở trong nước và ở hải ngoại trình diễn rất thành công trong các cuốn DVD của Trung tâm Thúy Nga, Asia, Vân Sơn, Tình, Làng Văn từ năm 1995 cho đến mấy năm gần đây. Ông qua đời vì bệnh ung thư gan vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, hưởng thọ 73 tuổi. Và thưa quý vị, chúng tôi vừa sơ lược vài dòng về tiểu sử kịch tác gia Ngô Tấn Triển. Và bây giờ, trân trọng kính mời quý vị cùng với Nhã Lan chào đón nhà báo Trần Cùng Sơn, tức là nhạc sĩ Trần Chí Phúc và nghệ sĩ Trần Thiện, cư ngụ tại miền nắng ấm biển xanh California của chúng ta. Là Nhã Lan thân ái, chào nhà báo Trần Cùng Sơn và nghệ sĩ Trần Thiện ạ. Chào Nhã Lan và cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hồn Việt TV và Lưu Đô Sài Gòn Radio. Trần Cùng Sơn xin chào Nhã Lan và xin chào quý vị đang nghe chương trình này. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu quý vị có đọc báo sinh hoạt cộng đồng, có lẽ là quý vị có một vài người có lẽ đã đọc được bài viết của nhà báo Trần Cùng Sơn, tức là nhạc sĩ Trần Chí Phúc, người quan tâm đến sinh hoạt văn học nghệ thuật ở hải ngoại, bài giã biệt soạn giả Ngô Tấn Triển. Là vì có rất nhiều người xem chương trình Hồn Việt TV mà không phải ở tiểu bang California, thành ra xin anh giúp Nhã Lan, anh có thể anh nói là mục đích của anh đến với chương trình ngày hôm nay. Tôi quen soạn giả hài kịch Ngô Tấn Triển năm 1998. Rồi hồi đó tôi ở San Jose, nhưng mà cũng thường xuống dưới quận Cam này, thì cũng nhiều lần cũng ngồi uống cà phê, ngồi nghe Ngô Tấn Triển là kể những chuyện viết hài kịch. Rồi đôi lúc còn đánh tennis nữa, đánh nít đánh đồ cà phê hai đứa rồi đánh dở nhau. Thì sau đó năm 2015 thì lúc đó Ngô Tấn Triển có đang hướng dẫn các nghệ sĩ để mà trình diễn cái vở hài kịch Đường Vào Nghệ Thuật cho Trung Tâm Asia đó. Thì nhân tiện đó tôi có đến tôi coi, thì tôi sẵn tôi nói thôi hôm nay phỏng vấn Ngô Tấn Triển để kể lại cái sự nghiệp sáng tác của anh. Dạ. Một lần đã đăng báo cho vui thì Kiển mới kể tôi viết cái bài đó. Thì cái rồi khi mà nghe Triển mất thì tôi đăng lại bài này. Cũng may nó còn thì tôi đăng lên, thì nó cũng là giống như một cái tràng hoa phúng điếu tinh thần, một món quà văn nghệ kỷ niệm tình bằng hữu, cũng như là để cho mọi người biết rõ về cái một người soạn giả hài kịch có những tác phẩm là hay. Dạ vâng, thưa anh, đúng là chân dung với tâm tình của người nghệ sĩ, vì anh cũng là người nghệ sĩ vừa lãng mạn
và cũng vừa có cái tâm đã đem đến cho độc giả hay quý khán thính giả thưởng nguyện những lời ca tiếng hát của anh, và kịch tác gia Ngô Tiến Triền đã giúp chúng ta nở những nụ cười rất nhiều trong những năm tháng qua. Thì cảm ơn anh. Và như vậy thì bên cạnh anh là nghệ sĩ Trần Thiện. Nghệ sĩ Trần Thiện, chúng tôi sẽ xin bí mật với quý vị về cái mối duyên mà Nhã Lan biết được nghệ sĩ Trần Thiện vào 40 năm về trước, thưa quý vị. Quý vị nhớ theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa nghệ sĩ Trần Thiện, Nhã Lan cũng cùng một câu hỏi: mục đích nào anh đến với chương trình tưởng nhớ kịch tác gia Ngô Tiến Triền hôm nay? Cảm ơn Nhã Lan đã hỏi anh về cái này. Thực ra thì Trần Thiện với lại Ngô Tiến Triền nó cũng chỉ là bạn bè. Bạn bè thì nó có hai cái tính chất trong đó. Một là cà phê, giống như là anh Trần Chí Phúc mới nói. Tức là cũng sáng là tụi này hay ngồi ở quán cà phê, mà thường là ngồi ở Lily Bakery. Mà xa cái weekend nào mà thấy nghệ sĩ mà có mặt ở đây, tức là ngày hôm nay ế show, không có show đi, phải ngồi đây. Thì cái lần đó mình đi show ở bên Úc, thì ban tổ chức mới đề nghị là bây giờ đó thiếu một cái hài kịch ở trong đó. Thì bây giờ Trần Thiện làm cái vở hài kịch ấy, thì Thiện mới hỏi gì về đóng với ai. Thì lúc trong cái show đó thì có cả Sơn Ca, có Elvis Phương, có Lilian, có rất là đông. Dạ, đại khái ca sĩ hải ngoại. Người ta đề nghị là hồi trước thì có Bùi Thiện Sơn Ca, thì bây giờ thôi Trần Thiện Sơn Ca đi, thì đóng kịch với lại Sơn Ca. Thì lúc đó đóng kịch gì, bây giờ đang suy nghĩ đóng kịch gì, đang gặp chuyện. Dạ. Đó, ông viết cho tôi vở kịch đi. Dạ. Để tôi đóng với lại Sơn Ca. Thì thực ra thì trong cái show đó thì cũng không có thời giờ để mà diễn được cái vở kịch này cho hai người đóng, cho nên là cái vở kịch cho tới nay nó vẫn nằm đó chứ chưa có diễn. Nhưng đó là cơ duyên anh biết kịch tác gia Ngô Tiến Triền. Biết thì biết lâu rồi, nhưng đó là cái dịp để mà làm việc chung với nhau. Tại vì trước đó thì Thiện cũng là vừa là một nghệ sĩ, nhưng mà vừa là một cái người editor cũng như quay phim và đạo diễn phim. Thì là những cái kịch mà của Ngô Tuấn Triển viết, là Hoài Linh đóng, hoặc là thì là có đem tới cái phòng thu của Thiện, cái studio của Thiện để mà editing. Đó là cái dịp mà mình biết nhau từ trước đó qua công việc. Dạ vâng. Dạ. Và như vậy thì thưa quý vị, là nghệ sĩ Trần Thiện có rất nhiều tài, anh đa tài, đa diện trong rất nhiều lĩnh vực về văn học và nghệ thuật, kịch nghệ, đạo diễn phim, mà lại editor luôn. Và thưa cả hai anh, là trong chương trình hôm nay chúng ta nói về chân dung kịch tác gia Ngô Tiến Triền và những đóng góp không ít của ông trong sân khấu kịch nghệ, nhất là về sân khấu hài. Thì thưa hai anh, theo hai anh thì cái quan niệm viết hài kịch hài của Ngô Tiến Triền như thế nào ạ, trong mắt nhà báo Trần Cùng Sơn? Thì Triển là một người nhiều khi cũng kín đáo lắm, nói chuyện ngồi trầm ngâm. Nhưng mà trong những cái vở kịch mà Triển viết thì Triển cũng có những, Triển có nói là cũng mến mộ cái người đàn anh đó là Quái Kiệt Trần Văn Trạch. Vâng. Thì mình nhớ là hồi đó Ngô Tiến Triền có viết một vở hài kịch là Vân Sơn và Hội Linh Đóng, mà trên cái DVD của Trung tâm Vân Sơn là Tai Nạn TV. Mình nhớ là hồi đó là Trân Hạ cười rồi lắm. Và mới chiều nay mình coi lại trên YouTube á, thì giống như là Vân Sơn và Hội Linh Đóng nhau, nó là một cặp vợ chồng, thì hai bên cũng dành nhau cái remote control để mà coi TV đó. Thì bên này bấm một cái ông chồng bấm là nói về giảng vào hôn nhân, rồi bà vợ là Hội Linh Đóng là diễn là Hội Linh đang làm con cá, làm cá đỡ nướng á. Thì ông bấm một câu này một đoạn này đoạn kia, thì nó tình cờ có những câu thoại đó. Nó lại ăn khớp với nhau, nhưng mà nó tức cười. Thì cái đó cái vợ đó mình nhớ là nhiều người coi rất là thích. Cũng như là có một cái vợ là cúng thổ thần, thì đó như là Văn Trung đóng với Lê Mai Lệ Huyền với Hoài Linh, thì cúng thầy bói gì đó. Thì có cái đoạn mà cúng Hoài Linh là giống ông thầy bói, thầy cúng
cúng thì đọc một cái câu sớ thì toàn là những cái câu tả giống như bà chiếu bà hôm bà tôi cũng vui nữa. Thì mình thấy là trong cái hài đó nó có mang một cái ý văn hóa, mình thấy là nó có một cái sự xây dựng trong đó. Nói về hài của Ngô Tấn Triển thì nói chung thì Triển đưa những cái thực tế ở đây vào trong cái hài, những cái hiện tượng, những cái xảy ra chung quanh chúng ta, Triển có đưa vào trong cái hài đó. Thì do là mình được ngồi để mà ráp nối những cái đoạn kịch đó, cho nên là mình cũng biết một phần về những cái hài kịch của Triển viết. Cũng giống như khi mình nhờ Triển viết cho mình một cái vở hài thì Triển cũng có viết cái đó, thì mình thấy là Triển đưa những cái rất gần gũi chúng ta vào trong cái hài đó. Mà tôi thấy thì cái thành công nhất của Triển đó không phải là ở những cái vở kịch này đâu, không đâu, mà còn ở một vấn đề khác, là do là Triển là một kịch tác gia, và bây giờ con gái của Triển đang là một người viết kịch cho văn nghệ của Mỹ chứ không phải là của Việt Nam, đã đang đi vào cái lĩnh vực Mỹ, tức là người Việt của mình, giới trẻ nó từ từ nó đi vào cái dòng chính của Mỹ. Dạ vâng, dạ vâng, thưa nghệ sĩ Trần Thiện, như vậy thì anh có nghĩ là kịch tác gia Ngô Tấn Triển có một cái gene truyền thống từ trong đại gia đình của ông hay không, mà bây giờ Jenny Ngô là con gái của kịch tác gia Ngô Tấn Triển cũng đã theo bước chân cha và viết kịch cho kịch nghệ mà dòng chính nữa, thưa anh? Theo tôi nghĩ thì là không phải Ngô Tấn Triển là có trường lớp hay là có một sự đào tạo nào đâu, mà vì lý do là lúc đó cái phong trào văn nghệ ở hải ngoại này kịch rất là thiếu. Thực ra thì ví dụ như tụi này đi, mà mỗi lần muốn làm kịch thì phải tự viết ra, chứ còn kiếm người viết cho mình thì không có. Cái vấn đề không có lý do là tại vì không ai trả tiền để người ta viết kịch bản. Đã, ví dụ như bây giờ viết ra làm gì? Viết cho con người đóng, con người đóng đó lại không có tiền trả cho con người viết. Nó cái thí dụ vậy. Cho nên đó là Triển đã xuất hiện đúng vào cái thời điểm là văn nghệ hải ngoại cần có kịch. Và Triển đã đáp ứng được cái điều kiện đó, tức là Triển viết những cái vở kịch mà có thể đem lại được cái nụ cười cho khán thính giả. Cho nên là các trung tâm người ta mới lấy những cái vở kịch của Triển mà người ta sử dụng. Đó. Thì lúc đó thì lúc đầu thì chắc là cũng có tiền, nhưng mà về sau này Triển cũng có than với tôi là Triển trời ơi kiếm tiền khó quá ông Thiện ơi, tôi chắc này là tôi bỏ nghề chứ còn viết mà không có tiền. Đại khái như vậy, có nghĩa là lúc đầu thì cũng có thể là có tiền đấy, nhưng mà mỗi ngày càng ngày thì người ta sẽ không còn coi trọng cái vấn đề đó nữa, và có nghĩa là kịch thì ai đóng được. Thí dụ như bây giờ Thiện mở một cái show, Thiện mời ông Trần Chí Phúc phụ trách cho Thiện một cái mạng hài, thì ông Phúc có nhiệm vụ là diễn cái vở hài đó, mà ông Phúc cũng có nhiệm vụ tìm kịch bản để diễn cái vở hài đó, vì chúng tôi không có trả tiền kịch bản. Đa số ở hải ngoại là như vậy. Dạ vâng. Mình nói thêm nữa là Ngô Tấn Triển lúc nào cũng than, cũng có đề nghị những cái diễn viên hài khi mà diễn những cái vở hài kịch mà Triển viết là xin được 10% cái tiền thù lao. Nhưng mà ví dụ mà mấy người đã đi được ngàn đi thì Triển xin 100%, nhưng mà cái chuyện đó không thực hiện được. Cho nên cũng là điều đáng tiếc. Nhưng mà thực sự sau khi mình nghĩ thế này nè, cái lý do là thường thường mình thấy những cái vở hài kịch đó nó có một kịch, anh Thiện nói sự duyên làm người ta cười lại bất ngờ, ví dụ như nó đầu trâu mặt ngựa, nhưng mà tự nhiên nó đầu trâu mặt mụn, tự nhiên thà cười. Mà khi mình diễn lại lần thứ nhì nữa đó thì được cái yếu tố bất ngờ nó mất đi, cho nên cái nó giảm, đúng không? Rồi cũng như là cười không cũng do cái diễn xuất của người diễn đó, tại lúc người ta cương lên, nói thật là ngẫu hứng đó, thì nó làm, tức là cái sự sáng tạo của người diễn viên nó cũng rất là nhiều. Cái kịch bản một phần, cho nên nhiều khi cái đó cũng là yếu tố làm cho cái vai trò của những cái vở kịch hài ngắn đó, nó giảm đi. Dạ vâng. Tôi rất là đồng ý với anh Phúc về cái điểm này, cho anh nói thêm một cái đoạn này mở ngoặt một chút xíu, đó là cái hài kịch đó, như anh Phúc vừa mới nhắc lại, tức là do cái yếu tố bất ngờ để cho cái người ta cười, bật ra cái tiếng cười. Nhưng mà mình rất buồn ở cái chỗ là những người làm hài nó khó hơn, nó rất là khó hơn là những người làm, thí dụ như ca sĩ. Một người ca sĩ, thí dụ như bà Lệ Thu đi,
70-80 năm, 60 năm trước bà ấy hát cái bài đó. Bây giờ bà hát lại bài đó, nó vẫn hay, người ta vẫn nghe, người ta vẫn vỗ tay, người ta vẫn hoan nghênh, và người ta vẫn cảm nhận được như là hồi đó. Nhưng mà nếu một người làm hài, một nghệ sĩ hài, ngày hôm nay, ví dụ như tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện vui, thì quý vị, ôi dạ, vui quá, làm vì sao? Vì quý vị bất ngờ, quý vị nghe được cái này, quý vị cười. Ngày mai đố tôi kể lại câu chuyện này mà quý vị cười nữa, quý vị sẽ không cười nữa. Dạ, vì vâng, nó mất đi yếu tố bất ngờ rồi. Dạ vâng, và chính vì lý do đó mà kịch tác gia Ngô Tuấn Triển có nói rằng là ông nghĩ rằng những người mà viết hài kịch đó rất là khó. Và ông ví nhiều người viết hài kịch như là một cái người đầu bếp, thịt cá, rau tươi, củ cải đều có cả. Và cái người viết hài kịch là phải biết cách để làm sao nấu ra một thức ăn mà nó khác cái khẩu vị hàng ngày, không làm cho người thưởng thức món ăn cảm thấy là nhàm chán. Và đúng chính rồi. Vì lúc đó kịch tác gia Ngô Tuấn Triển đã nói người viết hài kịch là người phải có một cái thủ pháp và phải luôn luôn trau dồi. Ông đọc sách rất nhiều, đọc sách, và ông đọc sách về ca dao tục ngữ, ông nghiên cứu nhiều về cái tiếng nói địa phương. Như vậy thưa hai anh, như Nhã Lan là người sinh sau đẻ muộn, nhưng Nhã Lan có đọc một vài bài nói về kịch tác gia Ngô Tuấn Triển, thì có nói cái kịch tác gia Ngô Tuấn Triển là một người kiệm lời nói và cái bản chất của ông rất lành, thành ra những cái vở hài kịch của ông viết đó là có tính chất nhân bản. Ông tránh những cái bài viết nói về chính trị, ông tránh nói về những cái người khuyết tật để mang ra tiếng giễu cợt. Ông dùng ngôn ngữ, ông dùng ca dao tục ngữ, và chính cái của ông là cái yếu tố bất ngờ. Thì cái nhận xét như vậy, các anh nghĩ làm sao về cái quan niệm viết hài của Ngô Tuấn Triển? Theo tôi nghĩ thì cái này là một cái thành công của Triển. Triển đã gọt bớt những cái mà không nên làm để đưa vào một cái mà mọi người đều có thể yêu nó. Đó là cái thành công của Triển. Triển đã lấy quê hương, lấy những ca dao tục cự ngỡ ứ, lấy những cái hoàn cảnh sống chung quanh đây để đưa vào kịch. Để đưa vào kịch để cho người ta thấy nó có sự gần gũi với lại khán giả. Và từ những cái gần gũi đó, người ta cảm thấy là người ta dễ cười hơn, dễ chấp nhận nó hơn. Theo anh nghĩ như thế nào? Mình thấy là trở lại vấn đề thì Ngô Tuấn Triển là một trong những soạn giả, một trong người hiếm viết những vở hài kịch ở tại hải ngoại này. Cho nên lý do tại sao đó là một cái chuyện khác, mình không có giờ để nói, đúng không? Đúng. Nhưng mà như ở đây thì mình thấy là Ngô Tuấn Triển, rồi ở bên kia thì có Nguyễn Ngọc Ngạn viết những vở kịch hài cho Thúy Nga. Hình như là ở đây chỉ có hai người, sau đó là có những người diễn viên họ tự viết kịch bản để họ tự diễn lấy, phải không? Thì trở lại vấn đề thì hôm nay là mình lên mình nói, mình tưởng niệm, mình vinh danh, tôi dùng chữ soạn gia hài kịch, có người dùng chữ là kịch tác gia, trừ tiên mọi người. Thì mình thấy là giống như một người đã đóng góp vào cái dòng sinh hoạt văn học nghệ thuật, dòng giải trí sân khấu, mà để lại còn 100 tác phẩm. Thì cái điều này nó cũng là một cái giống như là cái đây 2-3 tuần thì Bằng Hữu có tổ chức một cái đêm tưởng niệm của Ngô Tuấn Triển, thì không có tiếng khóc, lên hát và rất là, và mình thấy nó giống như, giống như cái ý nguyện của cái người quá cố là vui là vui. Và nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ rằng một ông triệu phú mất đi chưa chắc đã có được một cái buổi tưởng niệm mà vui mà đầm thắm anh em văn nghệ sĩ trang chứa tình anh em, cho nên đó cũng là phần thưởng cho giới văn nghệ sĩ. Lâu sau này mà Trần Thiện hay Trần Phúc qua đời chắc anh em cũng làm buổi văn nghệ cho vui, không? Dạ thưa hai anh, khi mà trở lại với soạn giả viết hài kịch Ngô Tuấn Triển đó, thì như nghệ sĩ Trần Thiện đã nói rằng cái bản chất của một người viết hài, cái yếu tố đó là nhìn cái sự sống ở bên ngoài bằng cái con mắt hài hước. Cái yếu tố quan trọng để trở thành một nghệ sĩ hài hay để mà viết kịch hài cho người khác diễn, thì cái yếu tố đó có phải cái điểm quan trọng nhất là phải có cái tinh thần lạc quan, nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng hay không, thưa hai anh? Theo như tôi nghĩ thì đó điều mà Nhã Lan mới nói là rất là chính xác. Trong cuộc sống, ví dụ như bản thân tôi đi, không có gì mà làm cho tôi buồn, khóc. Đôi khi có buồn, kệ nó.
đôi khi có những cái trắc trở, đôi khi có những cái buồn phiền bực bội, à thôi kệ bỏ qua, lấy cái thoải mái, lấy cái lạc quan mà sống, thì từ những cái lạc quan đó mình nhìn đâu cũng sẽ thấy màu hồng, nếu mà mình bi quan thì nhìn đâu cũng sẽ thấy màu xám thôi. Một kịch tác gia chuyên viết và hài kịch giống như Ngô Tấn Truyện thì tôi nghĩ là nó cũng vậy, tức là ông ta nhìn đâu cũng lạc quan hết, thì từ đó mới nhìn thấy được những cái mảng hài nó nằm ở trong cuộc sống, lôi nó ra để thành một vở kịch. Tôi xin nói thêm một thế này nè, chẳng hạn như là tôi thấy là trong cuộc đời này có những cái tình cờ của định mệnh làm cho người đó trở thành đi vào một con một cái nghề. Như Ngô Tấn Truyện á, tôi có hỏi nhiều người mà thân á, ngày xưa Ngô Tấn Truyện là người bình thường đó, không có gì hết, cũng là người mà đánh trống này kia, rồi cũng bình thường. Nhưng mà khi mà có qua bên này năm 95 thì có người gọi là tới gọi là đặt hàng cho anh biết những cái vở kịch, thì như anh ngồi suy nghĩ biết là một cái trớn đó, thì mình cũng thấy trong cuộc đời sống mình lâu lâu mình gặp mấy người bạn, lâu lâu anh ngồi nói chuyện chơi, tự nhiên anh chàng đổi tánh, ngồi kể một câu chuyện rất là vui, làm mình rất là vui. Cũng là câu chuyện có người kể không có vui, có người kể rất là vui, mà tôi thấy có nhiều người họ sau này họ đổi tánh lắm. Cho nên mình thấy là trường hợp Ngô Tấn Truyện mình nghĩ là cũng giống như một số người khác, là tình cờ bước vào con đường với hài kịch mà bỗng nhiên thành công. Và anh Thiện? Đúng rồi. Và thưa nhạc sĩ Trần Chí Phúc cũng như là ký giả Trần Cùng Sơn, trước khi mà viết hài kịch thì Ngô Tấn Truyện đã là một tay trống phải không anh? Đúng rồi. Nhưng mà là tay trống nghĩa là thì anh đánh nghiệp dư trống cho mấy cái phòng trà, mấy club của Mỹ. Có là một chuyên nghiệp đấy chứ, nhưng mà nó không qua bên đây thì là hình như là tay trống bên này nhiều quá, thành ra là không có chỗ để mà đánh thôi. Đó, cho nên mình nhấn là cái con đường mà đứa bước vào và viết hài kịch đó là con đường tình cờ phải không? Ừ, đúng rồi. Bước vào cái hài này đó là nó giống như là người ta nói là nghề chọn người đó, chứ không phải là người chọn nghề nữa, mà giống như là cái thời cuộc ở đây, rồi cái sinh hoạt ở đây nó đẩy Truyện vào con đường phải viết bài hài kịch. Dạ vâng. Mà Truyện đã thành công ở trong cái vai trò này. Dạ vâng. Và thưa một điều nữa là chính cái sự chia sẻ của các anh là cho Nhã Lan có thêm cái thắc mắc nữa, là khi mà nghệ sĩ Trần Thiện và ngay cả nhà báo Trần Cùng Sơn cũng viết là Ngô Tấn Truyện có lần cũng nghĩa là hơi có chấu giấm than, là hơi than rằng là các trung tâm hay là các nghệ sĩ mà dùng những hài kịch của ông thì không có giống như là không có nhớ không đến mà không nghĩ đến thù lao. Thì anh có nghĩ rằng Ngô Tấn Truyện than với bạn bè như vậy, nhưng sau cái sự than thở đó Ngô Tấn Truyện vẫn tiếp tục viết như vậy, điều đó lý do từ đâu thưa anh? Ngô Tấn Truyện nếu có mời thì viết, mà phải nói là những năm sau này cái đất mà dành cho hài kịch nó hiếm đi. Ngày xưa là tất cả những trung tâm họ có cần về kịch, sau này chỉ có Thúy Nga và ICA mà thôi. Mà Thúy Nga thì Truyện có anh Nguyễn Ngọc Ngạn rồi, thì bên ICA thì cái cuốn cuối cùng của họ là năm 2015 đó, thì có mời anh Ngô Tấn Truyện viết cái vở là Đường Vào Nghệ Thuật đó. Sau này hết rồi, cho nên đó là cũng điều đáng buồn. Chứ nếu mà có, mà chỉ có lên những cái DVD như vậy á thì mới được trả thù lao, chứ còn đi diễn những cái sân khấu nhỏ như kia thì người ta đâu không có trả tiền thù lao đâu. Không đủ tiền đâu mà trả. Không đủ tiền. Nhã Lan nghĩ rằng quý khán thính giả của Việt TV và Lido Sài Gòn Video trong chương trình Tản mạn văn học nghệ thuật hôm nay, như một nén tâm hương, chúng ta kính dâng tặng hương linh của soạn giả viết hài kịch là Ngô Tấn Truyện, và như lời của nhà báo Trần Cùng Sơn đã viết trong cái đêm tưởng niệm soạn giả Ngô Tấn Truyện, là chính người thân, chính hiền thê của ông Ngô Tấn Truyện có nói rằng Ngô Tấn Truyện muốn người thân và bằng hữu chia tay vĩnh biệt ông bằng niềm tin lạc quan yêu đời và yêu người, bằng nụ cười. Nhã Lan kính mời nhà báo Trần Cùng Sơn và nghệ sĩ Trần Thiện gửi đến quý khán thính giả Hồn Việt TV và Lido Sài Gòn Video cũng như tất cả những quý khán giả đã từng xem hài kịch của kịch tác gia Ngô Tấn Truyện một nụ cười tinh thần, để chúng ta kính dâng tặng lên hương linh của soạn giả Ngô Tấn Truyện, và cũng thể theo lời ước nguyện của ông. Cuối cùng xin mời hai anh. Thế thì bây giờ mình làm gì? Cũng sang hát bài. Hát bài. Nói như thế này đi. Những người làm hài thì dễ bị lãng quên. Cho nên để
cho mọi người đừng có quên mình, để cho người ta nhớ tới mình. Mình hát bài show up đi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. À, kính thưa quý vị, thì hồi trước đến giờ thì Thiện là một diễn viên hài mà cũng chuyên môn là chế nhạc chế, cho nên là xin mời quý vị nghe một bài nhạc chế mà Thiện đã viết để cho mong rằng là quý vị sẽ không quên Thiện. Mình hát bài tặng Ngô Trân Triển. Ok. Em giận anh quá chừng, mà sao anh không biết? Biết anh quá nhiều đau, em đã nghẹn ngào dù lòng mến anh. Chiều thứ bảy vừa qua, anh dẫn cô Đào mới cùng vào trong vũ trường, dìu theo tiếng nhạc cho tới 2 giờ đêm. Sáng chủ nhật McDonald's trông hai người ăn sáng, em tức muốn điên lên. Em muốn thoi cổ nàng, em muốn phang cổ nàng bằng đôi guốc em mang. Nhưng má em dặn rằng đừng dù cồn con nhé, chớ có nên đánh lộn nè, chưa đánh được người thì người lại đánh cho. Và thế là em thôi, em cũng không giận nữa. Em kiếm ngay anh Thiện, anh ấy trông thật hiền, anh ấy yêu mình em. Em kiếm ngay anh Thiện, anh ấy tuy nhiều tiền nhưng chỉ cho mình em. Yêu mình em. Thank you, thank you. Dạ vâng. Cảm ơn tiếng đàn điêu luyện của ký giả Trần Cùng Sơn và là nhạc sĩ Trần Chí Phúc, và tiếng hát Chỉ Yêu Mình Em của nghệ sĩ Trần Thiện. Và với bài hát này, Nhã Lan nghĩ rằng ở trên cao, soạn giả hài kịch Ngô Tấn Triển đang mỉm cười cùng với bằng hữu và người thân, và nhất là với những diễn viên đã từng đóng kịch mà do ông sáng tác, cũng như là quý khán thính giả của Sinh Hoạt Văn Nghệ Kịch Nghệ Hải Ngoại. Chúng ta không quên soạn giả hài kịch Ngô Tấn Triển, phải không ạ? Và thưa quý vị đã cùng với chúng tôi, ký giả Trần Cùng Sơn, nghệ sĩ Trần Thiện và Nhã Lan tản mạn để chúng ta biết hơn một tí về nghệ sĩ và soạn giả Ngô Tấn Triển. Khi biết về một người và nhớ đến người nào, chính đó là món quà tinh thần mà một bông hồng đẹp nhất chúng ta kính dâng tặng hương linh soạn giả Ngô Tấn Triển. Dù muộn màng nhưng thưa quý vị, vẫn chứng tỏ lòng yêu sân khấu kịch nghệ và ngưỡng mộ những tài hoa của soạn giả Ngô Tấn Triển. Chương trình Tản mạn Văn học Nghệ thuật đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi kính hẹn quý vị trong chương trình Tản mạn Văn học kỳ tới để quý vị lại cùng với chúng tôi, chúng ta tìm hiểu về chân dung nghệ sĩ đa tài Trần Thiện, và cũng qua với tiếng đàn của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, tức là nhà báo Trần Cùng Sơn. Rất mong quý vị đón theo dõi.